Người ăn chay có cần phải kiêng ngũ vị tân như hành, hẹ, tỏi, nghiền rau húng, quế do truyền thuyết chuyện bà Thanh Đề này biến cách dữ dội luôn á. Cho các nhà tu ăn bánh gói nhân thịt chó, nhưng nhờ Đức Phật báo trước nên các nhà sư không ăn và đem theo bánh của mình mà ăn, còn bánh của bà Thanh Đề đem về đổ đi. Rồi các cây rau như hành, hẹ, tỏi, tiền hương, quế được mọc lên. Do đó người ăn chay phải kiêng năm ngũ vị đó. Xin thầy hướng dẫn cho đại chúng rõ. Xin thưa các vị dị bản quá nhiều. Các vị phải hiểu rằng là cái việc mà học tu theo Phật giáo không phải dựa vào những truyền thuyết như thế này. Lấy truyền thuyết như thế này rồi để cấm những cái người Phật tử, những người ăn chay là sai lầm. Không có một đạo Phật nào dựa vào những tín ngưỡng do truyền miệng mà để rằng mọi người cần phải làm những cái như thế. Tại sao làm và tại sao không? Trong năm loại ngũ vị tân là hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ, chứ không phải là nghiền người gao húng quế rồi này, trong này không phải là như vậy. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta dựa vào truyền thuyết của bà Thanh Đề thì cái chuyện đó của truyền thuyết. Cái điều đó nó cũng không hẳn là phản ánh về lịch sử. Và một khi trong chùa có đề cập đến vấn đề ăn và không ăn các loại này, nó cũng không phải vì những cái chuyện của bà Thanh Đề. Đó là cái cớ mà chúng ta nói thôi. Trên thực tế, hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ, các vị biết rằng đây là năm loại mà bản chất của nó đó có tính cách kích thích và dâm dục. Cho nên ở đây, khi chúng ta ăn và không ăn, nó không mang cái nghĩa là ăn một củ tỏi vào miệng, nó mang cái nghĩa tội lỗi. Nó không phải là như vậy. Tôi hỏi các vị, hành, hẹ, tỏi, nén, cái đó là chay hay mặn? Chay. Và như vậy chúng ta ăn chay và ăn những thực phẩm chay này thì tội gì? Không có tội gì cả. Nhưng tại sao ở trong chùa có những nơi kêu là không và có những nơi thì ăn? Tự thân ăn hành, hẹ, tỏi, nén kiểu không tội lỗi gì cả, bảo đảm 100%. Ai ăn cái đó có tội nhiêu để hết lên đầu tôi, tôi chịu hết cho các vị. Nhưng ở đây chúng ta phải biết rằng sở dĩ hạn chế ăn và không ăn là vì sao vậy? Nhất là những người tu. Người tu là đời sống độc thân, cho nên bản thân của chúng ta về mặt bảo hòa, về tâm sinh lý cơ bản nhất đã ổn rồi. Nếu chúng ta ăn nhiều các cái thứ này để mang chất kích thích, có nghĩa là khó bảo vệ được thân tâm. Vì vậy phải hạn chế. Còn cái nghĩa là khử năm bảy củ mùi gì đó, đó là chuyện không đáng là cái gì để bận tâm. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không bận tâm về việc này, và chúng ta cũng không và vấn đề gì, chúng ta làm chủ được tâm ý mình tốt, thì có ăn cả thúng tỏi kệ các vị cũng đâu sao đâu, không có gì cả. Tự thân là như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật là một nhà y học rất là đại tài. Đức Phật biết rất rõ tính chất của các loại thức ăn mà để giúp cho đệ tử mình an toàn. Chứ không phải ăn cái đó vô là vì chuyện bà Thanh Đề, rồi ăn rồi về tội là ăn thục lưỡi, rồi không có những cái chuyện như vậy. Đừng có phịa ra những cái đó mà đi đe dọa thiên hạ. Người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Chúng ta ăn thì cũng không sao, nhưng mà ở mức độ là nếu chúng ta ăn cái đó để mà quá nhiều, nó sẽ tạo cho chúng ta nhiều chất kích thích về tình dục. Như vậy cái việc đó gọi là bảo vệ con người của mình không tốt, nó có thể bừa bãi trong các sinh hoạt về tính dục mà thôi. Còn cơ bản nhất, chúng ta không phải ăn cái đó để gọi là có tội hay là gì cả. Nó là một loại thực phẩm chay hoàn toàn 100%. Còn trên nguyên tắc ở chùa chúng ta khử chút đỉnh là làm này kia, hay Tết chúng ta làm kiệu rồi đó, đó là chuyện rất là bình thường, không lỗi phải đúng sai gì cả. Đừng khắc khe những thứ giặt giảnh như vậy và không hiểu đúng nơi, để chúng ta đặt vấn đề tội lỗi bằng những cái không đúng cách, và tự chúng ta làm hại một số người mà vấn đề gọi là họ khắc khe quá đáng, để họ vu cáo những cái chuyện bậy bạ là chuyện không nên trong chốn thiền môn. Ai gì đó phải.